There's a TV. Phải nói là TV set, nó là mới là cái máy truyền hình. TV set. Thí dụ mình vô tiệm mình hỏi cái TV này bán bao nhiêu, thì mình nói how much is this here TV set. Chứ đừng nói how much is this TV. Thiếu nha. Đó là phải là cái TV set. Set là cái bộ, giống như cái bộ cà của mình đó, tea set. Nhà mình có cái dĩa rồi để cái bình cà mấy cái ly đó, cái đó là tea set. Nó đi chung cái bộ ha. Còn cái TV ở nhà mình là TV set. Bây giờ màn ảnh TV lỏng nó kêu là gì? Bây giờ màn ảnh là TV lỏng, thấy không? Màn ảnh mỏng, có nơi gọi là TV lỏng. Thì cái đó có phải là TV set không? Vẫn là TV set. Yeah, it's a TV set. Nhưng mà nó là mỏng, nó là bằng mỏng thôi. Bằng mỏng kêu sao quý vị nhớ không? À, flat screen. Flat screen. Screen là cái màn ảnh đó. Mỏng. Thẳng. Flat screen. Hay là có chữ khác mà tôi quên. Không gọi là liquid mà nó là plasma. Đúng rồi, plasma, đúng rồi. Plasma, P-A-P-L-A-S-M-A, plasma. Nó là nhiên lương tinh gì đó, cái plastic. Plasma. Em thôi mình mua cái TV được rồi. Plasma thì nó mắc tiền. Câu số 10 có cái chữ là cái tủ lạnh nhà nào mình cũng có hết. Thì mình đọc cái chữ đó với tôi. Refrigerator. Đọc cho nó quen cái lỗ tai thôi chứ còn không cần. Refrigerator. Dài quá cho nên con biết nít Mỹ hay người Mỹ bây giờ họ chỉ gọi là fridge. Yeah. Fridge. Mình nói với mấy đứa nhỏ, mình nói là con lấy món đồ ăn thì in the fridge, trong tủ lạnh đó. In the fridge. Yeah. Còn nếu mình nói dài là refrigerator, nó dài quá, bây giờ con nói the fridge thôi. You mean my fridge? Yeah. Mean có nghĩa là có ý muốn nói. You mean my fridge? Câu số 12, tủ lạnh đã có sẵn trong nhà. Nhiều cái nhà apartment mà mình đi mướn đó quý vị bên Mỹ đó, nó để sẵn cho mình luôn cái tủ lạnh. Nghe không? Tại vì nó xem như đó là đồ cần dùng trong nhà. Tủ lạnh, bếp nó phải có, máy giặt nó phải có cho mình, ai cũng cần. Chứ không như người Việt Nam mình dọn nhà, mình dọn hết trơn. Mướn xe chở đi hết cả nhà. Bàn ghế thì tới đâu cũng có bàn, có giường, có ghế vậy nha. Thì những cái này đó bên Mỹ nó để sẵn tủ lạnh và máy giặt. Chữ đó gọi là furnished. Đọc với tôi, số 12 đó. Furnished. 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 Mấy người trước chị đang làm gì đó và tôi đang chưng dọn nhà cửa. Cái chưng dọn đây tiếng Mỹ nó có nghĩa là tôi đang mua salon, mua bàn, mua ghế, mua này kia đang để vô trong nhà. Thì cái đó là mình gọi là furnish the house. Chứ không phải là chưng dọn mà để một thêm bình bông mà để cái vách tường sơn vách tường màu khác. Nó cũng tùy, nhưng mà khi mà họ nói là furnish, nó ra từ chữ mà mình thấy là furniture. Quý vị thấy không? Mình qua Mỹ khi mà mua nhà rồi, ai cũng đi sắm bàn ghế. Mình kêu là, bàn ghế. Đọc cái tôi đi, furniture. 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 Động từ là to furnish. Đọc với tôi, furnish. 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 Còn chữ
furnished, đó có nghĩa là đã được trưng dọn, đã được có sẵn đồ rồi. Ví dụ tôi mua một cái nhà có sẵn đồ, thì nói sao? I buy. I buy ở gì? A house. A furnished house. I buy a furnished house. Hay là I buy a house has been furnished. Cái nhà đã được trưng dọn. Cho nên chữ đó mình phải biết nha. Tôi muốn quý vị có cái house. Và Mỹ đang có cái house. Ông bà mình nói sao sống gì? Sống cái nhà chết cái mồ. Mình mà làm gì làm. Hoặc là an cư rồi mới lạc nghiệp được. Mình phải an cư xong rồi mình mới lạc nghiệp. An cư lạc nghiệp rồi. Nhưng qua bên Mỹ cũng vậy. Nhưng mà lúc này nhà bên Mỹ đang bị bết lắm quý vị. Thấy bên này là nhà cửa là bán khó. Vì quý vị là có tiền nên mua nhà lúc này thì nó rẻ. Lợi dụng. Trước sau rồi người ta cũng đẻ con à. Tiên trí thì rồi cần phải có nhà ở. Thành ra cái nhà chắc chắn là phải có người ở rồi đó. Giờ nó đang rẻ thì mua đi nhé. Có tiền mua hơn rồi mình mướn cái tiền mình mướn nó cũng đi mất à. Mình bỏ vô cái nhà thì nó làm của cùng mình. Mấy? 30 ngàn có à? 300 ngàn. Ở đây trong lớp mình có ai bị tai nạn gì nhà cửa không? Ai bị tai nạn, bị tai nạn sao? Còn bị mất nhà sao? Bị kéo nhà. Hồi đó thì lên cao, bây giờ thì hay nên mua cao, bây giờ xuống. Hồi đó mua hết 460, bây giờ xuống còn lại 300. Giờ rồi sao đúng mất gì rồi? Con cũng ở trong nhà. Thì lên tới 400. Nhưng mà con còn ở trong nhà đó không? Vậy nhà đúng mất đâu, con mà. Bán bây giờ mà chứ. Mua là bớt được nữa. Không, bác hỏi vậy, trong lớp mình có ai vậy? Bị tai nạn, vì cái quả, vì cái nhà gì này không? Có không? Thí dụ bị kéo nhà chứ à? Lại bị trục nhà không? Không có tiền á. Mình không có tiền, tại nó thất nghiệp á. Nhà băng nó kéo nhà. Ok, thank you. Cho nên ráng mình có cái house. Hoặc mua cái apartment cũng được. Ở trong nhà mình phải để ráng furnish. Có furniture. Và tiếp theo một cái câu. Số 13. We have a queen size bed. Cái giường. Cái giường này có cái cỡ của nữ hoàng. Queen size là cái giường mà lớn cho bà công chúa hay bà vua ngủ, cho nên nó lớn lắm. Nhưng mà nó vẫn không lớn bằng cái giường của ông vua. Thành ra giường ông vua lớn hơn giường bà vua là king size. King size, cái giường king size nó vuông vức quý vị, cạnh nào nó cũng bằng cạnh nào hết, thì nó là king size. Nhưng mà cái giường queen size thì một cạnh nhỏ hơn là để cho bà nằm thôi. Còn king size là để cho bà nằm, để ông nằm. Nhưng mà thường thường mà mua king size thì ông với bà nằm chung thôi. Nó rộng, nó đủ nằm. Nên cho nên là nhà nào mà có king size đó, từng từng nhà đó hạnh phúc. Thấy ông với bà nằm nhau, nằm chung nhau. Nhưng mà có nhiều cái đồng sàng mà dị mộng nữa. Nằm chung với ông với mình đó. Đồng sàng dị mộng, quý vị biết cái cậu đó không? Thấy không? Đồng sàng tức là nằm chung cái sàng mà mộng thì khác nhau. Người xây ra, người xây vô. King size cũng được. Cho nên nếu mà có hạnh phúc thì queen size, king size hay là single bed gì cũng hạnh full phúc. Full size. Hả? Full size. Full size là king size à? No, full size is smallest one. Hả? Full size is smallest. Yeah. You got king, queens and full. Yeah. Dress full size là king size? No, I work furniture, I know. King, queen, full. Okay. All right. Thôi mình cũng tạm dừng ở chỗ này. Tới giờ mình để chúng tôi xếp mình.